Hello, xin chào quý khán giả của kênh Thành Thị Vân nha. Thì hôm nay là Vân có một chuyến đi chọn chất liệu đó, đi tìm những cái chất liệu mới nữa cho cái bộ sưu tập Tết. Thì hôm nay là Vân đi với hai bạn không ba chứ, tính luôn hàng tài xế. Ok, thì cũng như quý giả thấy là hôm bữa Vân cũng có live stream về những cái áo của nữ ha. Thì Vân thấy là nó cũng chưa có đủ, thế là mình cũng phải đi tìm thêm những cái chất liệu để lên những cái mẫu cho nó đẹp hơn và nó đa dạng hơn, để cho quý khán giả cũng như quý khách hàng của Colome Fashion có thêm nhiều lựa chọn. Và cũng thay đó là Tết đây là mình cũng có cơ hội để sắm thêm những cái bộ đồ, những cái bộ đàm cho gia đình nữa. Tại vì sắp tới đây là chẳng những là có những cái bộ trang phục cho nữ mà cũng có luôn cả một set cho gia đình, cho mẹ, cho ba, cho mẹ, cho hai bé, hay là một bé, hay là bé trai, bé gái đều có hết luôn. Đó, Vân mong muốn là đem đến một cái thời trang mà cho dành cho cả gia đình, chứ không phải riêng vì về phụ nữ hay là về riêng về đàn ông không. Đó, cho nên là hôm nay là Vân nghĩ là chẳng như hôm nay mà sẽ thêm nhiều những cái ngày khác nữa, Vân sẽ cố gắng tranh thủ để đi với các bạn bên Colome Fashion để tìm những cái chất liệu để lên những cái mẫu đồ đẹp nhất, hoàn hảo nhất cho khách hàng của Colome Fashion. Bây giờ mọi người theo chân Vân để xem những cái chất liệu mà Vân tìm nó ra sao nha. Ok, rất là đông ha, từ đông khủng khiếp luôn mà không khí rất là dễ chịu. Thích nhất là cái không khí gần Tết á, nó mát mà nó trong lành, nó dễ chịu, dễ sợ. Nói chung là dù là bị ảnh hưởng bởi dịch nhưng mà vẫn mỗi lần mà gần đến Tết mình vẫn có cái cảm giác rất là háo hức luôn á. Nhưng mà năm nay thì nó cũng hơi ảm đạm tí xíu, nhưng mà mọi người cũng sẽ cố gắng để vượt qua, mình phải sống chung với lũ chứ bây giờ biết sao giờ. Tết ra đi chụp cho thay đổi trên xe luôn đó, là đến một xe bụng. Bữa mình gửi một cái clip nhiều hình mới lắm á, cái hàng băng nhất, cái hàng giả. Ra đây hả? Màu trắng không? Màu trắng có 20 là nằm mẫu rồi, giờ mình mua. Có
có hình hoa hồng cái bản màu mình còn không chị? Chị mua bán cái giải này nè. Cái này nó là mát, nó là dày dặn. Mà không nóng nha. Em không hề nóng. Cái hình ngày bữa còn không? Cái hình nghiêng lôi luôn không ạ? Lâm công này, không nói Lâm công à? Thank you.
Ở đây này anh đang bán cho khách hàng. Cái tuần sau quay lại không có. Thôi con. Rồi. Không em cây tuần 2 3 nhà gửi như anh vô mua là hết liền rồi. Đúng không? Màu đỏ là hết rồi đó. Màu đỏ màu vàng hết anh thấy không? Mỗi lần trước anh mua còn quá trời luôn. Gần tháng anh quay lại đó. Đó, có 2 tuần em. 2 tuần hả? Trời lâu quá ta. Không có 2 tuần. Ừ, 2 tuần à. Anh mua về lại lên mẫu liền luôn á. Nè, 20 hay là 30? 20. Rồi, trên quý cô. Mấy người lớn trung niên á. Ngoài này còn trong kho còn nhiều không? Dạ. Trong kho á. Này nó bị nối giả nha. Đứt cỡ luôn. Dạ. Vậy tấm hình sống trong nhung lụa. Trời ơi, chơi chơi nó lướt qua một phát. Đó, bây giờ mọi người thấy nha, cái vải này là mua đợt này nữa là Vân nếu mình lên mẫu xong mà ra mà để mua mà để lên cho khách hàng nữa thì chắc nghĩ là không có đâu. Tại vì bạn mà cắt vải, bạn nói là cái đợt vải này về nữa là thôi không về nữa. Nó sẽ ra một cái mẫu vải mới. Cho nên là vải cũng giống như là thời trang vậy đó, khi mà đã qua đợt rồi là không có quay trở lại được nữa. Cho nên nếu quý khách hàng của Con Em Fashion là nhớ nha, khi mà đã lên mẫu Con Em Fashion lên mẫu rồi là mọi người nhớ ra để ủng hộ Con Em Fashion liền nha. Tại vì cái mẫu này là hot rồi, chất liệu vải này là hot luôn rồi đó. Trời ơi, cô gái sống trong nhung lụa đây. Sau lưng Vân là vải, cái thùng tập vải đó. Nên là đợt này mua nữa là chắc là hết luôn rồi. Bạn này nói là không còn ra vải nữa. Mọi người nhớ nha, khi nào Con Em Fashion ra mẫu, Vân sẽ cố gắng like sớm để cho các cô gái và cũng như là các bà mẹ trẻ có con gái, con trai này kia ra mình mua đồ để về mình chơi Tết nha. Có 10 mét đi, bao nhiêu tiền mét vậy? Cái này 9.000 mét. Còn 10 mét. Lên, cái này mà lên áo dài cũng đẹp lắm nha. Mà lúc chị cũng có lên cái dạng cũng giống như thế này rồi. Lót lót thân đúng không? Vậy tay không lót rồi. Vậy không lót luôn. Mày vậy không lót. Mặc cái áo trong quá mà dài. Đẹp. Mày cái áo gì vậy? Đen ở trong mà hết cả hàng quay rồi. Em mất cười. Chị đã nói là chị không lót. Mặc thế cho nó. Đâu em, cái này đâu? Này đâu? Này đâu? Ờ, cái này chưa đẹp về. Chưa về hả? Đang đẹp chưa. Rồi, này đẹp quá nha. Cái này cũng xinh nữa nha. Còn cái này? Nó nguyên hàng. Em còn cái này sao? Chưa về luôn. Em, cái này chừng nào về? Alo anh không? Muốn gấp. Anh có Zalo bà chủ rồi phải không? Đâu có đâu, ngày bữa ăn lấy quá qua em mà. Để xuống bà chủ nha. Chẳng cái cạc của bà chủ đi. À, trong có hóa đơn đúng không? Có hóa đơn. Ok. Có số điện thoại bé lên. Rồi quá chứ màu nhiều luôn. Nhiều mấy chục màu luôn. Chứ phân lại. Ôi màu này cũng dễ xinh. Cái
hơn 200 mét nha quý khán giả nha. Rồi thì gần 300 mét rồi chị. Hứa hẹn là ngày 1 tháng ơi ngày 15 tháng 1 đúng không? Ngày 15 tháng 1 sẽ có bán tại Golden Fashion. Tất cả những cái mẫu vải này sẽ lên mẫu để chuẩn Tết cho quý khách khán giả nha, và cũng sẽ tìm thêm những chất liệu mới để lên những cái mẫu mới cho bộ sưu tập mới. Rồi bây giờ thì quý khán giả và cũng như quý khách hàng của Golden Fashion hãy đón chờ xem là khi mà lên mẫu rồi thì nó sẽ đẹp như thế nào nhé. Đúng rồi, đủ rồi, đủ rồi.